mình sẽ làm một clip sửa lại chiếc thuyền này các bạn, mình khắc phục lại cái đuôi lái này các bạn. Hôm trước mình làm nó ngắn quá các bạn, nên là mình chạy mà khi mà lên ga cao quá thì cái đít này nè nó nổi trên mặt nước, nó sẽ bị sàn cái lái vòng bên các bạn. Rồi cái chìm dịch nó chỉ còn lại có nửa phần thôi, còn cái phần nó chỉ bắt nửa phần dưới thôi, còn nửa phần trên nó không bắt, thì nó tạo ra cái áp lực nó đẩy cái đít vòng bên các bạn. Thì hôm nay mình khắc phục lại cái vấn đề này và mình sẽ test chạy thử hết tốc độ của nó coi được bao nhiêu km trên giờ. Và mình sẽ thử một tour đi ra phía biển luôn bạn, tầm 30 cây số đó, thì cũng như là mình test thử coi một lít xăng vậy là mình chạy được bao nhiêu cây số. Mình sẽ đắp thêm cái lường nước này các bạn, đắp thêm bằng tấm phơm nha, rồi mình sẽ lăn keo composite lại thì nó sẽ cứng nha các bạn. Đó là do cái khi mà mình chạy lên đó các bạn, nước nó cao quá, nó lên tới đít rồi thì nó chỉ còn bắt lại nửa cái chiến dịch thôi các bạn ơi, còn nửa phần trên này nó bắt nước ít á, nửa phần dưới thì nó bắt nước nhiều, cho nên là nó tạo ra một cái áp lực đó, nó đẩy một cái thuyền qua một bên, cho nên là mình chạy nó bị sạc các bạn, khi mình lên ga cao nó bị sạc á. Đó, clip trước mình test chưa có hết tốc độ đó, hôm nay mình sẽ test lại tốc độ đó và mình sẽ tự thử chạy lướt trên biển rồi lướt ngang mấy cái sóng rồi nó có bị vô nước không các bạn. Rồi mình trải nghiệm thử coi nó như thế nào. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ test tài chạy từ đây ra tới cửa biển Hà Tiên nha, để mình đo coi được bao nhiêu km trên giờ và mà mình chạy được bao nhiêu cây số một lít xăng. Ở đây ra đó cũng tầm 15 cây số các bạn, thì mình đi về cứ 30 cây á, mình ra đó thử mình trải nghiệm mình lướt qua sóng này kia coi nó có bị chìm không các bạn. Mình có bảo hộ áo phao và chuẩn bị thuyền cho ba cái mút đó các bạn, thì khi mà vô nước thì nó không có chìm luôn nữa các bạn, mình có thể là mình lôi nó vô bờ được. Bây giờ mình bắt đầu chạy ra nha. We'll be right back.
thì sống rồi các bạn ơi. Đi đúng ngày gió thổi luôn. Giờ mình sẽ chạy nha. Xăng thì 1 lít xăng vậy là mình đo là chạy được 5 cây số nha các bạn. Đó, tốc độ thì nó chỉ được 45 cây thôi. Hôm qua sóng lớn quá mình chạy không có được nhanh các bạn. Ra tới cửa biển thì mình chạy nó bị gió với sóng nữa. Nước tràn quá trời luôn các bạn ơi. Giờ mình lót mấy cái mút ở trong các bạn, cho nên là nước nó vô mình tắt kịp không sao. Nó không bị chìm các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn.